Xin chào các em, chào mừng các em đến với chương trình Vườn Đọc, chương trình do Câu lạc bộ Ngôn ngữ và EQ thực hiện. Trong những số đầu tiên, Vườn Đọc sẽ mang đến cho các em những tác phẩm hay nhất trong tuyển tập Những chuyện hay viết cho thiếu nhi của nhà văn Nguyễn Kiên. Những câu chuyện ý nghĩa, hồn hậu chắc chắn sẽ hấp dẫn và lôi cuốn các em. Trong số đầu tiên này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một cuộc phiêu lưu của chú bé Đất Nung. Cuộc phiêu lưu ấy có gì thú vị và chú bé đã khám phá ra được những điều gì? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nhé! Câu chuyện chú Đất Nung. Tết Trung Thu, cụ Chắt được tặng món quà. Hai người bột, một chàng kỵ sĩ ăn mặc rất bảnh, cưỡi ngựa bờm đỏ, dây cưng vàng và một nàng công chúa mặt trắng ngồi trên lầu lợp ngói tía, ngói xanh. Cụ Chắt còn một đồ chơi khác, một chú bé bằng đất do cụ Chắt nặng. Ban đêm, cụ Chắt cất đồ chơi vào một cái nắp cháp hỏng. Cụ Chắt ngủ, còn hai người bột và chú bé Đất Nung làm quen với nhau. Chú bé đất kể chuyện cánh đồng, chàng kỵ sĩ và nàng công chúa kể chuyện nhà người làm bánh và nặn đồ chơi. Chuyện của đứa này lạ lùng đối với đứa kia nên chúng đều thích thú. Nhưng sáng hôm sau, chàng kỵ sĩ bỗng nhăn nhó bảo nàng công chúa: "Cụ đất thật là đoảng, mới chơi với nó một tí, nó đã làm bẩn hết quần áo đẹp của chúng mình." Cụ Chắt không nghe thấy tiếng nói của chàng kỵ sĩ, nhưng trông thấy bộ quần áo màu lè loẹt của hai người bột đều dính đất. Cụ Chắt liền lấy mực bôi lên những vết bẩn ấy và bỏ hai người bột vào một cái lọ thủy tinh vẫn dùng đựng kẹo. Thế là chú bé đất và hai người bột chia tay nhau. Chú bé đất vốn sinh ra trên một gò cao ngoài cánh đồng. Cụ Chắt đi chăn trâu với các bạn đã nặn ra chú ở đấy. Chú bé đất thích cuộc sống nơi chú sinh ra. Ở đấy có trời xanh, mây trắng, có những dòng nước chảy rào rạt, có đàn trâu chăm chỉ và những chú sáo sậu vui tính. Chú bé đất tìm đường ra cánh đồng. Đường ra cánh đồng xa lắm. Chú bé đất cứ đi, đi mãi. Chân chú đã mỏi dừ mới đến được đầu hồi nhà. Chú trông thấy một thím nhái đang nép mình dưới đám thay lai. Mỗi lần thím nhái nhảy ra đánh lưỡi kêu tép là thím cua được một con muỗi. Chú bé đất hỏi thăm đường, thím nhái nói: "Chú hãy đi theo đàn kiến, kiến đi đến nơi tìm mồi, kiến biết đường." Chú bé đất liền theo các bác kiến. Các bác kiến đáng phục thật. Suốt ngày các bác đi tha mồi, bác nào cũng khuân vác rất nặng. Nào sắc sâu bọ, nào những hạt cơm rơi, vậy mà không hề mệt mỏi. Kiến tha mồi về tổ ở góc bếp. Chú bé đất theo các bác kiến về đến đó thì trời đổ mưa to. Chú bị ngấm nước mưa, rét quá. Các bác kiến bảo chú bé đất: "Trong bếp có đống rơm, chú hãy vào cởi ra mà sưởi." Chú bé đất làm theo lời bác kiến. Chú ngồi co ro dưới chân ông hòn rấm, sưởi hơi than hồng ủ dưới lớp chấu khô rang. Ban đầu chú thấy ấm và khoan khoái, lúc lâu sau đầm ra nóng, bỏng rát cả chân tay. Chú bé đất sợ lùi lại. Ông hòn rấm thấy vậy cười bảo chú: "Sao chú mày nhát thế, chú mày là đất kia mà, lão đây xưa kia cũng là đất, đất không sợ lửa, đất có thể nung trong lửa." Chú bé đất ngạc nhiên hỏi: "Nung ạ?" Ông hòn rấm trả lời: "Chứ sao, đã là người cần phải cứng rắn, dám xông pha, làm được nhiều việc có ích." Chú bé đất nghe nói thích lắm, chú vui vẻ kêu to: "Nào nung đi." Trong khi đó, hai người bột vẫn ở trong lọ thủy tinh.
ở trong lọ thủy tinh êm đềm thật, chẳng nóng mà cũng chẳng lạnh, chẳng nắng mà cũng chẳng mưa. Chàng kỵ sĩ cưỡi ngựa chạy quanh lầu của nàng công chúa, còn nàng công chúa thì đứng tựa cửa lầu nhìn chàng kỵ sĩ. Ngày này qua ngày khác chỉ có thế, không hiểu sao họ không thấy chán nhau. Nhưng rồi một đêm kia, bỗng có mõng của con dì hôi hôi mỏ đến, cậy nắp lọ ra, tha nàng công chúa và cả cái lầu đi mất. Nàng công chúa hét lên, chàng kỵ sĩ sợ quá, vội thúc ngựa nhảy vọt qua lọ thủy tinh. Lúc lâu sau, chàng kỵ sĩ bình tĩnh lại, thấy mình đứng bơ vơ trong đêm tối, chung quanh chỉ có tiếng muỗi bay vo vo. Muỗi mách cho chàng kỵ sĩ biết nàng công chúa đã bị tha vào đáy của một cái cống phía sau nhà. Chàng kỵ sĩ phi ngựa thẳng tới miệng cống, định bụng sẽ thúc ngựa lao ngay vào. Nhưng từ trong cống xông ra một luồng hơi hôi thối nồng nặc khiến ngựa của chàng chùn lại. Chàng kỵ sĩ loay hoay xuống ngựa và đứng ngây ra. Trong cống có một con chuột cống già. Nó già lắm, lông đã trụi cả, nhưng rất giảo quyệt. Nó lừ lừ tiến đến gần chàng kỵ sĩ khờ khạo, làm ra bộ hiền lành, bảo chàng gửi ngựa lại cho nó, rồi nó cho chàng mượn chiếc thuyền làm bằng một que đóm cất vắt đuôi. Đuôi thuyền gắn màu xà phòng. Chiếc thuyền này chuột cũng tha trộm của cu chất, vì chuột thèm ăn cả xà phòng, nhưng chàng kỵ sĩ không biết. Chàng kỵ sĩ gửi ngựa bột lại cho con chuột già rồi xuống thuyền. Chiếc thuyền que đóm gắn xà phòng lao nhanh theo dòng nước vào sâu trong cống. Chàng kỵ sĩ tìm thấy nàng công chúa bị nhốt trong một ngách hang tối om. Chàng hỏi, kẻ nào đã bắt nàng vào đây? Chuột nó hôi lắm. Lầu vàng của nàng đâu? Chuột ăn rồi. Nàng công chúa khóc hu hu, chàng kỵ sĩ hu hu khóc theo. Ôi giời ơi, thế là tôi bị chuột lừa, chuột ăn mất ngựa của tôi rồi. Rồi nó sẽ mò vào đây, nó đợi chúng mình lả đi, nó ăn tuốt cả hai chúng mình. Hai người bổ sợ cuống cuồng, liền dìu nhau nhảy xuống thuyền, chạy trốn. Chiếc thuyền theo dòng nước đen ngòm trôi nhanh qua cửa cống phía bên kia. Dòng nước cống chảy ra đến đầu xóm thì đổ xuống một con ngòi. Ngòi nước cuồn cuộn chảy ra tận giữa đồng xa. Hai người bột ngồi trên chiếc thuyền sợ quá, run lẩy bẩy, mắt nhắm nghiền, không còn biết gì nữa. Gặp chỗ nước xoáy, chiếc thuyền quay tròn rồi chìm nghỉm. Hai người bột bị ngâm nước, chỉ lúc sau đã nhũn hết cả chân tay. Chú bé đất bấy giờ đã trở thành chú đất nung. Đất nung đang đi dọc bờ ngòi, thấy hai người bột bị nạn, chú liền nhảy xuống nước, vớt họ lên. Đất nung đặt hai người bột trên bờ cỏ, phơi nắng cho bột xe lại. Hai người bột tỉnh dần, nhận ra người bạn cũ thì lạ quá, kêu lên. Trời ơi, chính anh đã cứu chúng tôi đấy ư? Dạo này trông anh khác quá. Đất nung cười, có gì đâu, tại tớ nung trong lửa. Sao anh lại ở đây? Tớ nung trong lửa, trong đống rấm, giữa bếp do. Người ta gánh do ra bón ruộng mạ, thế là tớ được trở về quê hương của tớ. Bây giờ tớ chẳng sợ gì nữa, tớ có thể phơi nắng hàng đời người và cũng ngâm nước hàng đời người. Nàng công chúa nghe nói phục quá, thì thào với chàng kỵ sĩ. Thế mà chúng mình vừa mới chìm xuống nước đã vỡ ra. Đất nung đánh một câu cẩu tuếch, vì đằng ấy ở trong lọ thủy tinh mà.